Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Mạnh Quỳnh phủ nhận tin Phi Nhung nguy kịch, hé lộ tình trạng sức khỏe thực sự của nữ ca sĩ. Giữa hàng loạt thông tin thiếu chính xác về sức khỏe của Phi Nhung, ca sĩ Mạnh Quỳnh đã chính thức lên tiếng tiết lộ tình hình điều trị của bà mẹ đông con nhất showbiz, nhận được sự quan tâm của khán giả. Mới đây, Trung tâm Thủy Nga đăng đàn nói rõ về tình hình sức khỏe hiện tại của Phi Nhung. Kính thưa khán giả, những người yêu mến tiếng hát ca sĩ Phi Nhung, hôm nay chúng tôi thông tin đến quý vị, ca sĩ Phi Nhung vẫn đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Mọi thông tin về tình hình sức khỏe của ca sĩ Phi Nhung được lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua đều không đúng sự thật. Thủy Nga sẽ thông tin đến quý vị tình trạng sức khỏe của ca sĩ Phi Nhung có thay đổi. Theo thông tin của Trung tâm Thủy Nga, ca sĩ Phi Nhung vẫn đang được điều trị tích cực tại một bệnh viện lớn tại Mỹ. Vậy nên, mọi thông tin về sức khỏe của cô diễn biến xấu, bác sĩ thông báo gia đình nên chuẩn bị tinh thần hay đưa cô ra viện hoàn toàn sai sự thật. Sau khi nắm được hàng loạt tin đồn không đúng sự thật về sức khỏe Phi Nhung, Mạnh Quỳnh lập tức chia sẻ lại bài đăng của Trung tâm Thủy Nga để đính chính kèm theo lời nhắn nhủ. Làm ơn có chút tình người đi quý vị ơi. Đem sự sống còn của một người ra để thiêu dệt và vụ lợi cho cá nhân của mình. Trong lúc này là điều không nên đâu. Thay vào đó là lời nguyện cầu có phải tốt đẹp hơn không? Nên tôn trọng sự riêng tư của gia đình và người thân của bệnh nhân. Xin khán thính giả hãy chia sẻ rộng rãi thông điệp này đến từ Trung tâm Thủy Nga. Xin khán thính giả hãy chia sẻ rộng rãi thông điệp này từ Trung tâm Thủy Nga là chính xác nhất. Có thể thấy Mạnh Quỳnh rất xót xa khi có những cá nhân vì cái lợi trước mắt mà sẵn sàng mang sự sống của Phi Nhung ra thiêu dệt, câu like. Nam ca sĩ mong rằng tất cả mọi người hãy nên tôn trọng sự riêng tư của gia đình và người thân Phi Nhung. Trước những chia sẻ của Trung tâm Thủy Nga và ca sĩ Mạnh Quỳnh, người hâm mộ thở phào khi biết Phi Nhung vẫn đang điều trị tích cực. Ngay dưới bài viết, ai nấy đều gửi lời cầu nguyện đến nữ ca sĩ. Mong chị vượt qua cơn bạo bệnh, mau sớm khỏe lại, trở về nhà với các con và khán giả yêu thương đang ngày đêm chờ đợi chị. Cầu xin trời Phật thương xót, cứu lấy mạng sống của chị Phi Nhung vượt qua kiếp nạn. Cầu xin mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát, cứu khổ cứu nạn. Độ trì gia hộ cho chị Phi Nhung tai qua nạn khỏi, Nam Mô A Di Đà Phật. Rất vui được nghe tin ca sĩ Phi Nhung bình an. Mong Phi Nhung sớm hồi phục, tôi không dám đọc phía dưới bình luận. Tưởng thông báo tin buồn, tớ hết hồn. Cho đến hiện tại, thông tin về tình hình sức khỏe của ca sĩ Phi Nhung vẫn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm đến từ khán giả. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.